Bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tầm, diễn đọc Rocky tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook cá nhân của Rocky, link mình cũng để dưới phần mô tả đó rồi. Các bạn có thể vào theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất về mình cũng như những bộ truyện sắp tới mình sẽ đọc, và các bạn có thể inbox đóng góp ý kiến cho mình về những bộ truyện mình sẽ đọc cũng như là giọng đọc, chất đọc hay là phong cách đọc truyện của mình. Có thể trao đổi bất kỳ những thứ gì liên quan đến cuộc sống cũng được. Các bạn cũng có thể trao đổi với mình một cách thoải mái và tự nhiên. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi và ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 95, chương 461, Vu Linh. Tôi cũng cảm thấy thật khó hiểu đây. Một người đang yên ăn lành sao lại thành ra như vậy? Lại chỉ thấy gương mặt cậu ấy đã dần giãn ra thì cũng yên tâm hơn. Hành vi tự động gọi anh trai cậu ấy tới đây mà không nói trước với cậu ấy một tiếng. Kiểu đoạn này sai. Hành vi tự động gọi em trai cậu ấy tới đây mà không nói trước với cậu ấy một tiếng. Tiền trảm hậu tấu, kiểu này khiến con thuyền tình bạn lật nhào. Bây giờ Lục Bắc Thâm lại rơi vào tình cảnh này, anh lại càng thấy khó xử. Tôi chỉ hỏi cậu ấy rốt cuộc đang uống loại thuốc gì, loại thuốc ấy do ai đưa. Kết quả hỏi tới nỗi tôi khô cả cổ họng. Nó không trả lời một câu nào. Lục Bắc Thâm hỏi, lại chỉ lục tìm hột thuốc lá mấy lần, cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn. Nhiều lần để ý tới thân phận của bác sĩ Cố Sơ. Nói thì có nói. Kể từ đây, anh nghiêm mặt lại, lại lấy tay gõ lên mặt bàn, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cậu ấy nói đây là món quà của Vu Linh. Ánh mắt của Lục Bất Thần chợt đờ ra. Cố Sơ thì hoảng hốt kêu lên. Cái gì? Vu Linh? Vu Linh. Nếu này lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, cô sẽ không quá thẳng thốt. Cùng lắm thì sẽ chỉ nghi ngờ có phải Lục Bắc Thâm cố tình làm vậy để hù dọa La Chỉ hay không. Nhưng trước đó cô từng tiếp xúc với danh xưng này nên mới có biểu cảm ngạc nhiên. Sau này, cô từng lật xem giật ký của bốn nạn nhân khi còn sống. Ngoài việc nổi da gà thì còn thấy nghi hoặc về một danh xưng mà cả bốn người đều nhắc trong nhật ký. Không sai, họ đều nhắc tới hai chữ Vu Linh. Nếu không hề cố tình nhắc đến, chỉ viết lên trang bìa của cuốn nhật ký ba chữ Vu Linh ký. Vu Linh ký, thoạt nhìn giống như đang nói chủ nhân của cuốn nhật ký này tên là Vu Linh. Nhưng nếu cả bốn nạn nhân đều viết trong nhật ký như vậy, thì chuyện này đã đơn giản. Theo kết quả điều tra của La Chỉ, thì bốn người này vừa có liên hệ quan hệ lại vừa khác biệt. Quan hệ ở chỗ, bốn nạn nhân khi còn sống đều từng tới gặp bác sĩ tâm lý, đều từng cực một người đưa tới triển lãm tự sát. Biểu cảm của bọn họ trước khi chết đều quái đản một cách kỳ lạ. Sau khi khám nghiệm đều tìm thấy các bộ phận tương tự bị tổn thương. Điểm khác biệt là bốn người này ở trong cuộc sống không có sự ghi chép chồng chéo đan xen. Nói một cách khác, họ hoàn toàn không quen biết. Vậy thì bốn người vừa giống nhau lại vừa khác nhau như vậy, sao có thể cùng đồng thời nhắc tới ba chữ Vu Linh ký? Cố Sơ đã chú ý đến điểm mấu chốt này, Lục Bắc Thần cũng vậy, La Chỉ lại càng chú ý. Ai ngờ, thời gian này, họ đều không truy lùng được bất kỳ ai được gọi là Vu Linh. Sau khi La Chỉ bắt đầu nghi ngờ, anh ấy thậm chí đã nghi ngờ rất có thể đây không phải là tên người, có khi lại là tên địa danh nào đó cũng nên. Bây giờ khi Vu Linh tái hiện, Lục Bắc Thần đã nói rành rọt ra hai chữ này. Xem ra, chỉ có hai chữ này mới là mấu chốt. Hai người bảo món quà Vu Linh này là ám chỉ món quà của một người tên là Vu Linh tặng cho cậu ấy, hay là món quà tới từ Vu Linh? La Chỉ vẫn còn đang băn khoăn về vấn đề này. Vu Linh là người? Cố Sơ không chút chần chừ. Vì sao? La Chỉ không hiểu. Cố Sơ nghẹn lời, khó khăn lắm mới trả lời được hai chữ. Trực giác. Dù ai nhìn thấy hai chữ này cũng nghĩ đó là người phải không? Rõ ràng đáp án này không phù hợp với trí thông minh mà Cố Sơ khoe khoang hàng ngày. La Chỉ bĩu môi, tỏ vẻ bó tay. Lục Bắc Thần như đang suy tư gì đó. Khi nhìn vào Lục Bắc Thâm, anh chợt sửng sốt.
Cô xưa là người đầu tiên nhận ra những thay đổi của anh. Cô nhìn theo và cũng giật mình. Lục Bắc Thâm đã không còn yên tĩnh mà mang dáng vẻ tội nghiệp nữa. Cô ấy đột nhiên trở nên nóng nảy, mặt mũi đỏ bừng, lao tới trước tấm kính thủy tinh như một con thú bị nhốt trong cũi, liều mạng đập phá, gào thét, con người đỏ rực. Ánh mắt đó không còn nho nhã ôn hòa mà giờ trở nên đầy dữ tợn, hung tàn, mang cảm giác khiếp sợ khiến người ta thảng thốt. Nan Chỉ cũng muốn ngẩn người, rõ ràng ngay chính Lục Bắc Thần cũng không ngờ sẽ nhìn thấy cảnh này, bèn chết sững. Cô xưa thì không quá ngạc nhiên, cô từng gặp một Lục Bắc Thần như vậy khi ở bến Thượng Hải. Bỗng nhiên, Lục Bắc Thần rảo bước tới trước, phản ứng của Lai Chỉ cũng rất nhanh, lập tức đứng chặn ở cửa. Cậu không thể vào trong. Lần này không liên quan gì tới chấp pháp, việc anh ấy lo là sự an toàn của Lục Bắc Thần. Tránh ra. Lục Bắc Thần không còn nhẫn nại, bèn đẩy anh ấy qua một bên, lập tức lao vào trong. Cố sư không suy nghĩ gì hết cũng vào theo, khiến Lai Chỉ tức giận kêu ầm ĩ. Cố sư, em cũng không muốn sống nữa phải không? Ngay sau đó, anh ấy cũng len vào. Cửa vừa mở, tiếng gào của Lục Bắc Thâm đã trở nên rõ nét, khiến đôi tay rung lên đau nhức. Cô và Lục Bắc Thần cố gắng lao tới giữ chặt Lục Bắc Thâm. Nhưng nào ngờ, Lục Bắc Thâm quá khỏe, hất mạnh cánh tay đã đẩy cố sư sang một bên. Người cố sư vốn nhẹ, cô đụng vào tường, gáy đập mạnh, bỗng cảm thấy trước mắt trắng xóa, hai tay ù ù không dứt. Cô nghe thấy tiếng Lục Bắc Thần gọi tên mình. Khi tỉnh táo trở lại thì gáy bắt đầu đau rát. Tới lượt Lai Chỉ thay thế vị trí của cô. Lục Bắc Thần thời gian ấy vội vã vội đỡ cô dậy, nhưng rõ ràng cả Lai Chỉ cũng không chống chọi nổi. Lục Bắc Thâm gào thét một tiếng, túm lấy cổ Lai Chỉ, quật anh ấy ngã xuống. Lần này ngã quả thực không hề nhẹ, Lai Chỉ kêu lên liên tục. Cố sơ run sợ, chỉ lo anh ấy bị gãy xương. Không sao chứ? Lục Bắc Thần vừa phải trông chừng cô, vừa phải lo cho Lai Chỉ. Cố sơ lắc đầu, chỉ tay về phía Lục Bắc Thâm. Đầu ngón tay ngấy chảy máu rồi, mau mau rưỡi ngấy lại. Được cô nhắc nhở như vậy, Lục Bắc Thần mới tỉnh ra. Anh lập tức xông tới, lần này anh dùng một vài cách để bắt lấy Lục Bắc Thâm. Lai Chỉ ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực. Cách bắt người của Lục Bắc Thần rất điêu luyện, hoàn toàn khác với vẻ trói gà không chặt thường ngày của cậu ấy. Ban nãy, anh đã thử sức của Lục Bắc Thâm. Ngay cả một người thường xuyên chạy đua với tội phạm như anh cũng chịu thiệt thòi, huống hồ là Lục Bắc Thần. Nhưng anh đã nghĩ nhầm. Anh chợt nhớ lại vụ án Lưu Kế Cường, lúc đó khả năng bắn súng của Lục Bắc Thần rất chuẩn. Cậu ấy lại viện cớ là chó ngáp phải ruồi. Bây giờ Lai Chỉ cảm thấy mình đã bị Lục Bắc Thần lừa. Cố sư vội vàng nói với Lai Chỉ. Anh có băng gạc gì đó không? Lấy băng gạc trói ra, ở đây tôi có còng tay. Lai Chỉ nói. Nghĩ gì vậy? Anh ấy đâu phải là tội phạm mà còng anh ấy. Cố sư hét to. Anh ấy đang bị thương đấy. Lúc này Lai Chỉ nào dám đi đâu, bên gọi thẳng điện thoại cho đồng nghiệp. Đồng nghiệp tức tốc tới nơi, lần lượt tiến lên. Lục Bắc Thâm lại càng thêm nôn nóng, gân xanh trên trán lộ rõ. Thấy vậy, Lục Bắc Thần sốt sắng, quát lên. Mấy người đừng chạm vào nó. Các đồng nghiệp khác sợ hãi không dám làm gì. Đúng lúc này, Lục Bắc Thâm đột nhiên dùng sức, bật ra khỏi sự trói buộc của Lục Bắc Thần, lao về phía cố sơ. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Cố sơ đứng đực ngay tại chỗ, mở tròn mắt, cứ thế nhìn một gương mặt giống Lục Bắc Thần, càng lúc càng gần mình. Sau đó, bả vai bị anh ấy bấu chặt, đau đến nhói lòng. Xin cô. Cô ấy khẽ nói. Giọng của Lục Bắc Thâm khản đặc. Câu này chỉ có cố sơ nghe thấy, những người khác hoàn toàn không nghe thấy gì. Thế nên khi thấy Lục Bắc Thần sốt sắng định lao tới, cô lập tức ra hiệu cho anh đừng qua đây vội. Lục Bắc Thần ngờ cô lại nói vậy, bèn đứng sững vậy. Mồ hôi của cố sơ chảy ròng ròng từ trán xuống. Cô cố nhịn đau, nhẹ nhàng vỗ về Lục Bắc Thâm. Anh muốn tôi làm gì? Rất bất ngờ, Lục Bắc Thâm không làm hành động gì thô lỗ hay gây nguy hiểm cho cố sơ. Sự bạo ngược hóa thành thê lương, từ thê lương trở về tội nghiệp. Cuối cùng anh ấy bắt lấy cô. Dẫn tôi đi gặp Vu Linh. Gặp Vu Linh. Câu này thì mọi người đều nghe thấy rõ, ai nấy cũng chết đứng. Lai Chỉ quá to. Vu Linh là ai? Lúc này Lục Bắc Thần đã không còn quan tâm tới vấn đề Vu Linh nữa. Anh chỉ lo cho cố sơ. Trông cô rất ổn, mồ hôi lạnh cứ toát ra liên tục,
Không khó nhận ra Lục Bắc Thâm bóp tay cô đau đến mức nào. Có mấy lần anh định tới giữ Lục Bắc Thâm lại lần nữa, nhưng đều bị cô ngăn cản. Anh biết cô muốn dẫn dụ Lục Bắc Thâm nói ra, nhưng sắc mặt cô rất tệ, môi trắng bệch cả. Thế mà giọng của cô vẫn không gấp gáp, không sốt sắng, không khiến Lục Bắc Thâm cảm thấy bất an. Cô ra hiệu cho La Chỉ không được ồn ào, rồi nhìn Lục Bắc Thâm. Được, anh nói cho tôi biết cách tìm Vu Linh đi. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được Vu Linh. Ánh mắt Lục Bắc Thâm rời rạc, nhưng dường như đã nghe lọt tai những lời cô nói. Cậu bám chặt lấy bả vai của cô, tay hơi run run, hình như nhìn thấy có hy vọng. Cô muốn giúp tôi tìm, mau đưa tôi đi gặp người đó. Cô sư nhận ra sự thay đổi quanh ấy, càng không muốn để đám La Trì ảnh hưởng tới tâm trạng của Lục Bắc Thâm. Bây giờ cô nhìn thấy mọi thứ hơi chao đảo, sau gáy cũng nóng rực. Cô biết chắc chắn đã chảy máu. Hơn nữa, bằng việc chẩn đoán sơ bộ cho bản thân, có lẽ đã bị chấn động não nhẹ. Nhưng cô vẫn cố cắn răng. Cô nghĩ, thế này đi, tôi sẽ đi tìm người đó, đưa anh tới gặp người đó. Anh ngoan ngoãn đợi ở đây nhé. Không, cô gạt tôi. Tôi sẽ không gạt anh đâu. Anh xem, có anh trai anh ở đây. Nếu tôi gạt anh ấy sẽ không tha cho tôi đâu. Cô sư linh động. Với lại bây giờ anh không khỏe, đi cùng tôi sẽ rất chậm. Lẽ nào anh không muốn gặp được Vu Linh thật nhanh? Ờ, được, được. Lục Bắc Thâm nghe lời cô thật, lẩm bẩm. Cô mau đi tìm đi, đi nhanh đi. Cố sơ thở nhẹ ra một hơi, rồi nháy mắt với La Chỉ. La Chỉ hiểu ngay ý của cố sơ. Một cô bé thật thông minh, hay cho chiêu lấy gậy, gậy ông đập lưng ông. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết, phải đi đâu để tìm Vu Linh rồi chứ? Cố sơ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Vậy mà biểu cảm của Lục Bắc Thâm chợt sững lại. Suy nghĩ nửa ngày, cậu chợt thả cô ra, ôm đầu ngồi sụp xuống, giống như là đau khổ tuyệt vọng. Lục Bắc Thần nhân cơ hội đó lập tức tiến lên, vừa nhìn anh đã giật nảy mình. Cổ cô đỏ rực một mảng, anh vừa đứng lên tiếng thì cố sư đã lắc đầu rồi ngồi xuống, gạn hỏi Lục Bắc Thâm. Anh sao vậy? Tôi không biết Vu Linh ở đâu. Lục Bắc Thâm đau khổ nói. Không có Vu Linh, tôi sẽ chết. Ai nấy đều sửng sốt hết cả. Cố sư sững sờ, nhưng vẫn không bỏ cuộc. Anh cố nghĩ đi, bình thường anh hay gặp Vu Linh ở đâu? Ở đâu hả? Lục Bắc Thâm ngẩng đầu lên lẩm bẩm. Mấy giây sau, đôi mắt bỗng sáng rực hẳn lên, một lần nữa bóp chặt bả vai của cô. Cô từng gặp mà, cô sẽ biết người đó ở đâu, cô sẽ biết Vu Linh ở đâu. Tôi từng gặp. Cô sương ngạc nhiên. Sao có? Nói được một nửa, cả người cô bỗng đờ đẫn. Lục Bắc Thần thấy không ổn, vội hỏi. Em biết Vu Linh là ai sao? Cô sơ xoay đôi mắt khô khốc nhìn về phía anh, hơi thở gấp gáp. Đúng, em từng gặp. Em nghĩ là em đã từng gặp người đó. Người đó là Hà Nại. Chương 462. Thích hợp nói chuyện với tôi hơn. Cố sơ biết chuyện liên quan tới tình hình của Lục Bắc Thâm, sớm muộn gì cũng phải báo cho Lục Bắc Thần. Có điều, cô đang tìm một cơ hội thích hợp. Nếu kết quả kiểm tra của Ngư Khương không xảy ra bất kỳ điều gì bất thường thì không sao. Một khi phát hiện ra vấn đề thì đó sẽ là thời cơ mà cố sư cho là tốt nhất. Đương nhiên, cùng lắm cô sẽ nhắc tới sự bất thường của Lục Bắc Thâm khi ở bệnh viện. Còn tình hình ở lúc bến Thượng Hải, cô có thể lựa chọn né tránh. Lúc đó mục đích của cô khi tới bến Thượng Hải là muốn hỏi Lục Bắc Thần chuyện về mẹ anh. Còn những tình hình thật sự cô được biết, cô không muốn nói với anh. Anh giáp tâm vẽ ra một lời nói dối đẹp đẽ, chẳng qua hy vọng cô sẽ không chìm sâu trong cảm giác tự trách. Một khi biết được việc làm của cô, anh sẽ chỉ càng thêm khó chịu. Nhưng Lục Bắc Thâm đột nhiên nói tới Vu Linh, lại còn khẳng định chắc nịch cô đã từng gặp Vu Linh. Lúc đó không hiểu sao cô lại nhớ tới Hà Nại. Cảnh tượng ở bến Thượng Hải xảy ra, tuy ngắn ngủi nhưng vẫn luôn in hẳn ở trong đầu cô. Khi ấy Lục Bắc Thâm trở nên rất kỳ lạ, mà Hà Nại ở bên cạnh anh ấy. Rõ ràng anh ta có chuyện gì đó cũng giấu giếm như Lục Bắc Thâm. Nói một cách khác, cho dù Hà Nại không phải là Vu Linh mà Lục Bắc Thâm nhắc tới anh ta, thì cũng biết rõ tình trạng của Lục Bắc Thâm. Hà Nại là người của Lục Môn, cộng thêm việc những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây dường như đều nhắm về phía người Lục Môn. Đám La Trì cũng không dám khinh suất. Lục Bắc Thâm được La Trì lặng lẽ đưa đi,
Nói theo cách của Lai Trì thì khi ấy đưa Lục Bắc Thâm đi, trong tiểu khu còn chẳng còn lấy một con chó, nên sẽ không ai biết tin tức này. Cố sơ gọi điện thoại cho Hà Nại dưới sự hướng dẫn của Lai Trì. Chuông điện thoại kêu lên hai hồi thì có người bắt máy. Nghe âm thanh có vẻ như Hà Nại đang ở ngoài. Cố sơ sợ anh ta tới bến Thượng Hải không gặp ai sẽ đề phòng, bèn nói có chuyện gấp muốn tìm anh ta. Hà Nại nghe xong ngập ngừng giấy lát rồi hỏi: Bây giờ? Vâng, bây giờ, việc rất cấp bách. Hà Nại đồng ý. Cố sơ lập tức chọn một địa điểm, chính là quán cà phê lần trước họ gặp nhau. Hà Nại nhận lời ngay, dường như không hề nghi ngờ. Xong xuôi mọi chuyện, Lai Chỉ thấy Lục Bất Thần đang định đi theo, bèn lập tức tỏ rõ thái độ: Cậu không được đi. Nghe tiếng chiêng, nghe tiếng vang, nghe giọng, nghe nghĩa bóng. Lai Chỉ đột ngột nói một câu như vậy, sao Lục Bắc Thần không nghe ra tâm tư của cậu ấy? Anh nhíu mày, quát khẽ: Lai Chỉ, cậu muốn chết hả? Anh đi theo cũng không định làm gì cả, chỉ vì không muốn nhìn thấy chuyện vạn nhất xảy ra. Nếu Hà Nại thật sự có liên quan tới vụ án này, lỡ như Hà Nại thật sự là vua linh mà Lục Bắc Thâm và bốn nạn nhân còn lại nhắc đến, vậy thì một khi không tìm được Lục Bắc Thâm, Hà Nại nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ. Cố sơ đến đó một mình, lỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Và lại cô còn đang bị thương. Nếu là bình thường, Lai Sỉ sẽ đầu hàng Lục Bắc Thần. Cậu ấy là nhân vật cấp quốc bảo, ngay cả sếp còn phải ra chỉ thị, phải cố gắng thỏa mãn yêu cầu của Lục Gấu Trúc. Nên người của tổ chuyên án dĩ nhiên phải lễ phép với cậu ấy. Nhưng Lai Sỉ là một người rất rắn. Một khi dính líu tới vụ án, anh chắc chắn sẽ làm đâu ra đấy, không để tỉnh ai. Thế là anh rất trịnh trọng nhìn thẳng Lục Bắc Thần và nói: Không phải tôi không tin tưởng cậu, nhưng dù gì Hà Nại cũng là người làm công cho họ Lục, coi như là người nhà cậu, để né tránh cậu cũng không được đi. Lục Bắc Thần thôi, làm việc không cần cậu dạy. Hôm nay Lục Bắc Thần rất nóng nảy, giọng điệu không khách khí một chút nào. Hơn nữa, cô ấy bắt buộc phải tới bệnh viện trước. Bạn ấy cậu cũng nghe thấy rồi đấy, Hà Nại đang vội tới quán cà phê, chần chừ một lúc sẽ không biết xảy ra chuyện gì. Lai Trì cũng không nhường nhịn. Cố sơ sợ cái tính ương bướng của Lục Bắc Thần lại tái phát. Hai người họ như hai con trâu húc nhau không ai nhường ai. Bèn bước lên, kéo cánh tay của Lục Bắc Thần, nhẹ nhàng nói: Yên tâm đi, em không sao. Sao cô không hiểu, anh lo lắng cho sự an toàn của cô. Cô quay đầu lại, chỉ tay vào chỗ vừa bị đụng. Anh xem, cầm máu rồi, chỉ là không cẩn thận bị quẹt thôi, có gì đâu chứ. Em là bác sĩ, biết rõ vết thương có nghiêm trọng hay không mà. Có lúc, Lục Bắc Thần càng hy vọng cố sơ vô lý vô cớ một chút. Như vậy, anh càng có cớ để bất chấp. Giống như bây giờ, cô càng hiểu chuyện, anh càng đau lòng. Anh không muốn kéo cô vào. Trước đây anh liều mạng muốn cô tham gia vào vụ án, thật ra là vì lòng riêng. Chỉ có như vậy, anh mới có thể ngày ngày nhìn thấy cô. Bây giờ anh ngược lại mong cô tránh xa vụ án này càng tốt. Vì không hiểu tại sao anh luôn có một dự cảm chẳng lành. Thấy Lục Bắc Thần cứ nhìn mình chằm chằm, cố sơ nhẹ nhàng khuyên nhủ: Ê, em không cần trẻ con nữa, em biết tự chăm sóc bản thân. Và lại Hà Nại có phải vu linh hay không còn chưa biết. Hơn nữa trước đây em từng tiếp xúc với Hà Nại, thật ra anh ấy cũng dễ tiếp xúc lắm. Lục Bắc Thần thấy cô như vậy đành thỏa hiệp, khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn Lai Trì, giọng trở nên nghiêm nghị: Tôi cần có người âm thầm bảo vệ cô ấy. Bắc Thần. Cố sơ vừa khó xử vừa cảm động. Lai Trì vỗ ngực: Yên tâm, tôi sẽ đích thân theo sát. Vợ cậu còn, tôi còn. Vợ cậu xảy ra chuyện, tôi sẽ đền mạng cho cậu. Sắc mặt Lục Bắc Thần từ đầu tới cuối đều không dễ coi cho lắm, nhưng dù gì chỉ còn cách làm theo lời của Lai Trì. Ngoài ra điều quan trọng hơn trước mắt là tình hình của Lục Bắc Thâm cũng khiến cho anh lo lắng. Các thành viên của tổ chuyên oán quyết định đưa nó tới bệnh viện. Lần này Lai Trì không ngăn Lục Bắc Thần đi theo. Cứ thế họ chia thảm hai ngả đường. Sau khi Lục Bắc Thần lên xe, Lai Trì kéo một đồng nghiệp đi tới bệnh viện thì thầm: Vẫn phải trông chừng cậu ấy. Người đó tỏ ra ngạc nhiên: Dù sao đó cũng là em ruột của cậu ấy.
là chỉ đề phòng vạn nhất. Sau khi lên xe, cố sơ hử một tiếng, là chỉ thấy vậy bật cười. Ý gì đây? Rồi anh đưa cho cô tờ khăn ướt. Cố sơ đón lấy, cẩn thận soi gương, lau sạch vết máu sau cổ. Cố kiểm tra vết thương, rồi chậm rãi nói. Nói thế nào anh và Lục Bắc Thần cũng là đồng nghiệp cũ, có cần đề phòng anh ấy như phòng trộm hay không? Đừng trách em lấy bụng tiểu nhân, đó là quân tử. Chưa nói tới chuyện anh ấy sẽ không bao giờ công tư nhập nhằng. Cho dù anh ấy muốn giở thủ đoạn, mấy người đồng đội cũng phản xạ lo dài lòng ngoằng của anh, còn ngăn được sao? Lại chỉ bình thản đón nhận lời khuyên rất có tâm của cô, không giận mà bật cười. Phải rồi, chồng em thì đúng là thâm sâu khó lường, hôm nay nghĩ được lĩnh giáo rồi. Cố sơ nghiêng đầu nhìn anh ấy. Cậu ấy sức trói gà không chặt là thật đấy à? Tay Lục Bắc Thần còn chơi trò giấu giếm anh chứ? Là chỉ cho xe chạy vì cười. Nói thật là dựa vào mấy món đòn của cậu ấy, người của anh chưa chắc đã là đỡ nổi. Cố sơ thay một tờ giấy khác, rồi nhẹ nhàng gấp tờ giấy cũ lại, vứt vào thùng rác. Ý của câu này là em muốn cảm ơn anh vì đã hiểu đại thể. Nói năng trơ ngoét y như Lục Bắc Thần, đúng là nồi nào úp vung đấy. Lại chỉ cười. Sao hả? Còn phải chứng kiến bọn anh bị người đàn ông của em dẫm dưới chân mới mãn nguyện hả? Em gái cố, tâm lý này của em là không được. Anh thấy anh phải dạy cho em một bài học. Cố sơ chẳng thèm để tâm tới anh. Em bảo chuyện này liệu có kéo Lục Bắc Thâm vào không? Lại chỉ luyên thuyên không ngừng. Cố sơ nhìn thẳng về phía trước, lẩm bẩm. Còn phải nói sao? Hà Nại có phải trợ lý của Lục Môn không? Cố sơ lườm anh. Ý của anh là bỗng chốc dính líu tới hai người nhà họ Lục thì chuyện này trở nên phức tạp rồi. Lục Bắc Thần còn là người nhà họ Lục, cậu ấy làm nhiều hay ít cũng sẽ bị người khác nắm thóp. Chẳng phải anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu ấy thôi sao? Lại chỉ khổ tâm. Cố sơ chậm chậm lau ngón tay rồi cười. Được, cảnh sát La vĩ đại, em hiểu rồi. Đi theo em nào có phải để bảo vệ cho em, hoàn toàn là muốn kéo em nói mấy lời khách sáo. Danh hiệu mỹ nữ thiên tài trao cho em thật sự là không uổng, nói chút là đã hiểu. Lại chỉ lập tức nịnh nọt. Trong chuyện này anh đã hoàn toàn đắc tội với Lục Gấu Trúc rồi. Chuyện này mà để cấp trên biết được nhất định sẽ mắng anh té tát, rằng không biết làm việc linh động. Còn em mà nói thì cậu ấy nghe hoàn toàn. Giải thích giúp anh nhiều một chút, để sau này cậu ấy đừng ghi thù anh. Em nghĩ anh nhà em sẽ giận anh và biệt danh cho anh ấy như vậy hơn đấy. Lại chỉ giơ tay lên. Tuyệt đối không phải do anh nghĩ ra, người trong cục đều gọi cậu ấy như vậy đâu à. Cố sơ câm nín. Này, vết thương của em không sao chứ hả? Lại chỉ hỏi. Cố sơ quay đầu nhìn anh. Anh cảnh sát cuối cùng cũng quan tâm đến sự sống chết của người dân vô tội rồi. Lại chỉ nhướng mày. Cho dù không phải là cảnh sát, chí ít vẫn là em rể tương lai của em. Quan tâm tới người nhà một chút là chuyện rất bình thường mà. Không chết được đâu. Cố sơ bĩu môi. Lại chỉ nhìn qua vết thương của cô, quả thực không nghiêm trọng thì cũng yên tâm. Mặc dù bị đập đầu, nhưng xuất huyết còn may là không xuất huyết. Đây là kinh nghiệm bao năm làm cảnh sát của anh. Trong lúc đợi đèn tín hiệu giao thông, anh nhớ tới lần cố tư khóc lóc gọi điện thoại cho anh, lòng cũng lặng nặng trĩu dần. Anh vốn định hỏi cố sơ, nhưng nghĩ rồi lại thôi. Chuyện này anh người phiền não nhất là cố sơ. Nhiều nay không thấy cô tỏ ra xa cách với Lục Bắc Thần, chắc là cô gái này cũng đã có quyết định. Hôm nay lúc ra ngoài, Hà Nại đích thực định tới bến Thượng Hải. Sau khi nhận được cuộc gọi của cố sơ, anh đột xuất đổi lộ trình. Từ nhà anh tới quán cà phê rất gần, lái xe chưa đầy 5 phút. Thế nên khi anh tới, cố sơ vẫn còn chưa tới. Anh gọi một cốc cà phê, chọn một chỗ sát cửa sổ, tiện tay cầm tờ tạp chí, che đi tâm trạng thực chất đang suy tư của mình. Mãi vẫn không lật một trang nào, anh bèn uống một hớp cà phê. Ly cà phê vừa đặt xuống, bỗng có người ngồi xuống trước mặt anh. Hà Nại tưởng là cố sơ tới, ngước mắt lên, bỗng sững sờ. Người đối diện nhẹ nhàng mỉm cười, lịch sự nhưng lại có chút mạnh mẽ. Anh Hà, lúc này anh thích hợp nói chuyện với tôi hơn. Chương 463, e rằng không chỉ có ba con. Sau khi được đưa vào bệnh viện, tình hình của Lục Bắc Thâm không có chuyển biến tốt. Mặc dù cậu không còn thô bạo đánh người như trước, nhưng cũng không nói năng gì, cứ thế nằm trên giường bệnh, hai mắt nhìn trong trong về phía trước như đang xuyên thấu tấm kính trước mặt
đi nhìn về một nơi xa nào hơn. Chẳng biết cậu đang nghĩ gì. Tóm lại, giống như đang sống ở một thế giới khác vậy. Phàm là những bác sĩ có chuyên môn liên quan tới căn bệnh của cậu, người của tổ chuyên án đều tìm tới hết cả. Thậm chí, tìm cả bác sĩ tâm lý. Ai ngờ, kiểm tra hàng loạt thứ mà vẫn không phát hiện được gì bất thường. Tất cả các bác sĩ đều bó tay chịu trói. Lục Bắc Thần ngồi bên cạnh giường trông nó, thấy tinh thần của nó vẫn luôn trong trạng thái hư ảo, đôi mày của anh nhíu rất chặt. Các đồng nghiệp của tổ chuyên án thì thầm. Thật ra thì hai người quá giống nhau cũng rất ghê. Nhìn một người nằm trên giường, người còn lại thì như đang tự nhìn hình ảnh của bản thân vậy khi bị bệnh nặng. Cứ như vậy, Lục Bắc Thâm im lặng mãi. Lục Bắc Thần sốt ruột, bèn gọi tên nó. Nó ngẩn ra một hồi, rồi quay đầu hỏi, Vu Linh đâu? Lục Bắc Thần nghe thấy câu này lập tức nóng lên, thúc giục mấy người trong tổ chuyên án. Gọi điện cho cảnh sát là của mấy cậu đi. Một trong số họ vội vàng ra hành lang, gọi điện thoại giục. Tình cảnh này duy trì tới tận khi trời nhá nhem tối, La Chỉ dẫn Cố Sơ luống cuống trở về. Lục Bắc Thần thấy vậy, đứng dậy, hỏi. Hà Nại đâu? Có lẽ La Chỉ đi quá vội, quần áo ướt sũng cả. Anh ấy vuốt mồ hôi trên mặt, rồi chửi thề một câu. Mẹ kiếp, bị thằng nhóc đó cho leo cây rồi. Ánh mắt của Lục Bất Thần nghiêm lại. Hắn không tới. Tới rồi, nhưng vừa đi mất trước khi bọn tôi kịp tới. Lai Chỉ phẫn nộ vô cùng. Sao lại như vậy? Lục Bất Thần lo lắng. Về lý mà nói, Hà Nại có thể nhịn có được tin tức nhanh chóng như vậy, càng không thể nghi ngờ Cố Sơ. Xem ra Hà Nại đã tới trước. Vậy thì trong khoảng thời gian hắn đợi Cố Sơ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tình hình lúc đó thế nào? Anh hỏi. Cố Sơ với nét mặt ủ rột. Có thể chỉ là vừa mới trước khi bọn em đi tới khoảng 1 phút, 2 phút. Thật ra chỗ chúng ta cách quán cà phê đó quá xa. Lúc đó chỉ vướng đúng một cái đèn đỏ. Khi bọn em tới, cốc cà phê ở bàn Hà Nại ngồi còn chưa được dọn đi. Cà phê bên trong vẫn còn nóng hổi. Đây cũng chính là lý do cô chọn gặp mặt ở quán cà phê đó. Một là vì nó khá gần, sẽ không để cho anh ta có quá nhiều thời gian phản ứng lại. Hai là nó cũng không quá gần cục công an, cô sợ Hà Nại phát hiện ra. Cô cảm thấy đây là cách chu toàn nhất rồi, vậy mà vẫn không suôn sẻ. Khi họ tới quán, cô xuất hiện, còn La Chỉ thì ẩn nấp. Cả hai đều đã bàn bạc xong xuôi đâu đấy. Anh ở khi vào trong quán, cô không nhìn thấy Hà Nại. Gọi điện thoại thì lập tức bị anh ta ngắt máy. Việc này khiến cô rất bất an. Trong quán cà phê có lác đác vài người, khách khứa đang ngồi nói chuyện. Cô bèn hỏi thăm nhân viên đang tiến tới dọn bàn về Hà Nại. Sau khi miêu tả tướng mạo một lượt thì người nhân viên nhớ ra, chỉ vào chiếc cốc trên bàn. Đây chính là chỗ anh ấy vừa ngồi, còn uống dở cốc cà phê đã đi mất rồi. Cố Sự phản ứng lại rất nhanh. Bà nãy ư? Anh ấy nói là người ấy vừa mới đi. Người nhân viên gật đầu. Cố Sơ sờ thử vào cốc cà phê, quả nhiên vẫn còn nóng. Cô vội gọi điện thoại cho La Chỉ, bước vào tìm hiểu tình hình. Chỉ hỏi người nhân viên còn để ý thấy gì không. Anh ta lắc đầu nói, chỉ thấy vị khách đó bưng tách cà phê ngồi uống ở đây. Những chuyện sau đó thì không để ý, vì dù sao trong quán vẫn còn nhiều việc khác. Rồi lại hỏi các nhân viên khác. Có nhân viên nhớ lại nói, hình như sau đó có người bước vào nói với anh ấy vài câu. Một người? Lục Bắc Thần nghi hoặc. Là một người phụ nữ, La Chỉ bổ sung. Theo thông tin các nhân viên đưa ra thì Hà Nại đã rời đi cùng với một người phụ nữ. Lục Bắc Thần trầm tư. Trong quán thì không có CCTV, tôi chỉ còn cách nhờ bộ phận giao thông giúp đỡ, xem có thể tìm ra được hướng đi của Hà Nại hay không. La Chỉ cực kỳ bực bội. Xem ra vẫn còn manh mối bị chúng ta bỏ qua. Lục Bất Thần nhìn ấy chằm chằm, hơi nhíu mắt lại, hỏi danh mạch. La Chỉ, cậu có chuyện gì giấu tôi? La Chỉ cũng hiểu, có những chuyện tiếp tục giấu cũng không có ý nghĩa gì. Và lại, Lục Bất Thần thông minh như thế, cho dù bây giờ cậu ấy không hỏi cặn kẽ, thì sau đó cũng sẽ điều tra rõ ràng. Sao đột nhiên, anh lại nghĩ tới chuyện đưa Lục Bất Thâm đi? Mấu chốt này, anh tin là Lục Bất Thần sẽ đặt ra nghi vấn. Nghĩ rồi, anh bèn thẳng thừng kéo cậu ấy ra khỏi phòng bệnh. Trước đó, tôi có nhận được một cuộc điện thoại. Tới được vị trí được phép hút thuốc giữa cầu thang, La Chỉ rút ra một bao thuốc, rồi nói. Chính người này đã báo với tôi tình hình của Lục Bắc Thâm.
Hơn nữa, còn nói rằng cậu định giấu tôi, tự giải quyết chuyện này. Lục Bắc Thần đón lấy một điếu, đợi Lai Chỉ giúp anh châm thuốc xong, anh mới rít một hơi, nhả ra làn khói màu xám. Sau làn khói, đôi mắt ấy vẫn đen thẫm lạ thường. Lai Chỉ nhìn thấy biểu cảm ngày càng đen, càng thêm chột dạ, hắng giọng giải thích. Cậu tuyệt đối đừng có nghĩ nhiều, tôi quả thực không có ý gì khác, chẳng phải là lúc đó cũng bị cấp bách quá sao? Lục Bắc Thần liếc nhanh anh ấy, lát sau mới lạnh nhạt lên tiếng. Xem ra những kẻ trốn trong bóng tối không hề ít. Cậu không cho rằng đó là Hà Nại? Lai Chỉ ngậm điếu thuốc trên miệng, hơi nhíu mắt. Đừng quên, nếu hắn là Vu Linh thì hắn phải nắm rất rõ tình trạng của Lục Bắc Thâm. Bà nãy hắn nói đến chuyện điện thoại với Cố Sơ, chúng ta đều nghe được. Có lẽ hắn vẫn chưa biết chuyện Bắc Thâm bị cậu đưa đi. Lục Bắc Thần nói lên suy nghĩ của mình. Lai Chỉ rơi vào trầm tư. Một lúc sau anh ấy nói, điều tôi đang nghĩ bây giờ là, giả sử cuộc điện thoại ấy là do Hà Nại liên lạc, thì mục đích của hắn là gì? Ngữ khí của Lục Bắc Thần vẫn rất điềm đạm. Thế nên suy đoán của cậu có sai sót. Nói cách khác, Hà Nại gọi điện thoại thì sẽ chẳng có lợi gì cho hắn cả. Cậu thử nghĩ, người gửi sai cho kỳ quái đi, còn cả kẻ sai khiến Ngải Hân đâm vào cậu nữa, nên nào cậu cho rằng không phải là một người? Lai Chỉ hỏi. Lục Bất Thần gạt tàn thuốc, suy nghĩ vài giây rồi nói một cách chắc chắn. Không phải một người. Vì sao? Lục Bất Thần kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn ấy bằng nét mặt đăm chiêu. Vậy tôi hỏi cậu, nếu là cậu khi giúp nhà điêu khắc kỳ quái đó hoàn thành cả một buổi triển lãm lớn như vậy, mục đích của cậu là gì? Cái này chúng ta đã từng thảo luận, đối phương muốn mượn chuyện này để thu hút sự chú ý của dư luận. Không sai, thật ra đối phương đã đạt được mục đích rồi. Ánh mắt của Lục Bất Thần sắc bén. Đối phương đúng là đã sai khiến Ngài Hân đâm tôi, nhưng đồng thời chúng cũng trở thành người chứng kiến cái chết của Ngài Hân. Cũng tức là đối phương có thể muốn mượn cơ hội để trừ khử tôi. Nhưng quan trọng hơn, hắn muốn chúng ta chú ý tới cái chết bất thường của Ngài Hân. Nếu không, đối phương sẽ không dám để lộ cái chết này ở trước mặt mọi người. Là chỉ suy tư. Tới người gọi điện thoại cho cậu, dám thần thừng báo tin chắc là giọng nói đó đã được che giấu. Lục Bất Thần lần lượt phân tích. Hành động này, tác phong này thoạt nhìn rất giống kẻ thần bí trước đó, nhưng thực tế đối phương lại đang muốn thông qua cậu để kìm hãm tôi, thậm chí cả Hà Nại. Đương nhiên, nếu giả thiết Hà Nại chính là Vu Linh được thành lập thì suy đoán của tôi cũng được thành lập. Lai Chỉ chậm rãi nói. Ý của cậu là đối phương nói với tôi Lục Bắc Thâm sử dụng loại thuốc mới không quan trọng. Quan trọng là đối phương muốn cảnh sát can dự vào việc làm của cậu. Hơn nữa là ngăn cản cả một Hà Nại đang có khả năng chính là Vu Linh. Nói cách khác, đối phương muốn một mình cậu điều tra triệt để chuyện này. Có thể sợ rằng tôi can dự sẽ khiến vụ án có sự thay đổi nào đó, mà thực tế cậu đã phòng ngừa tôi. Ý của tôi là... Tôi hiểu cậu. Lục Bắc Thần ngắt lời anh ấy. Lai Chỉ cười hì hì. Cậu hiểu là được rồi. Nếu cậu quyết tâm phòng tôi thì hôm nay cũng chẳng nói nhiều với tôi như vậy. Phải rồi, chuyện vụ án cậu cũng không thể né được. Tôi chỉ không muốn người khác gièm pha cậu điều gì thôi. Lai Chỉ giải thích. Lục Bắc Thần trầm mặc, điếu thuốc trên tay lặng lẽ cháy, ánh lửa lúc sáng lúc tối. Bất thình lình, Lai Chỉ vỗ đầu. À, là người phụ nữ đó. Lục Bắc Thần nhớn mày. Lai Chỉ nghĩ gì, bỗng lại lắc đầu tự lẩm bẩm. Không đúng, nếu người đổi điện thoại cho tôi là người phụ nữ xuất hiện ở quán cà phê, thì vì sao lại mang Hà Nại đi? Người đó đáng nhẽ phải mong tôi điều tra Hà Nại lắm chứ. Lẽ nào Hà Nại không phải là Vu Linh? Nhưng... Còn có chỗ nào chưa đúng nhỉ? Lục Bất Thần nhẹ nhàng bổ sung một câu. Thế nên, người gọi điện thoại cho cậu và người xuất hiện ở quán cà phê không phải là một. Cũng tức là việc án phía sau này còn có tận 3 con chim sẻ đang ẩn nấp. Là chỉ kinh ngạc. Lục Bất Thần rít hơi thuốc cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra rồi dập tắt đầu lọc. Gương mặt điển trai của anh bị làn khói làm mờ dần. Chỉ sợ không chỉ có 3 con. Thế thì quá đáng sợ rồi. Lai Chỉ thở dài. Nếu Hàn Lại là Vu Linh thì cho dù chúng ta cho rằng hắn là kẻ ẩn nấp rất sâu, nhưng bây giờ xem ra còn có người nắm rõ tình hình của chúng ta hơn cả hắn. Vậy kẻ gọi điện thoại cho tôi, làm sao chắc chắn cậu đã phát hiện ra thành phần của thuốc mới? Còn người phụ nữ đưa Hà Nại đi, làm sao biết Cố Sơ hẹn Hà Nại?
Có lẽ chúng ta suy nghĩ quá phức tạp. Có những chuyện rõ ràng rất đơn giản, tức là chúng ta không nhìn thấy. Lai Sĩ đang định lên tiếng thì thấy đồng nghiệp tổ chuyên án vội vã chạy tới. Phía giao thông đã phát hiện ra chiếc xe của Hàn Lại rồi. Chương 464: Ôm cây đợi thỏ. Về đêm, cánh cửa sổ ngăn cách mọi phồn hoa rực rỡ, trong phòng chỉ có bật một ngọn đèn ngủ, ánh đèn rất yếu ớt, miễn cưỡng soi sáng một góc sofa. Từ ánh sáng tăm tối ấy từ từ trải ra khắp thế giới, rồi lại bị ánh đèn ngoài cửa sổ ép cho phải lùi dần từng bước một. Sự yên tĩnh ấy chẳng biết đã kéo dài bao lâu rồi. Bỗng nhiên cửa phòng có tiếng động, ánh sáng ngoài hành lang vượt qua ánh đèn vào gian phòng, bị cửa đẩy ra, bóng Hà Nại cũng kéo thành một đường thẳng tắp. Bên trong rất tối, khiến ta hơi chần chừ, muốn lập tức lầm sờ tìm đèn, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh ta men theo cửa chính, nhẹ nhàng dịch chuyển lên phía trước. Trên sofa phòng khách có một bóng người. Gương mặt người ông đó chỉ trong những đường nét mờ mờ. Anh ngồi dựa vào đó, cánh tay vòng qua chân, co rụt lại một góc, cúi đầu rất thấp. Hà Nại bước lên vài bước, nhưng bỗng dừng lại khi còn khoảng cách 2 mét. Hà Nại tỏ ra ngạc nhiên. Lục Bắc Thâm. Người ông đó ngồi trên sofa không có quá nhiều động tĩnh, nghe xong chỉ quay đầu nhìn về phía anh. Hà Nại quen nhìn về phía bóng tối. Sau khi nhìn rõ nét mặt của người đàn ông trên sofa, anh ta giả bước tới. Cậu sao vậy? Anh ta đang định giơ tay bật đèn nhưng bị Lục Bắc Thâm ngăn cản lại. Hà Nại giật mình, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy Lục Bắc Thâm nghiến răng kèn kẹt về phía anh ta. Vũ Linh. Hà Nại đột nhiên nhíu mày. Vũ Linh, hãy cứu tôi. Hai tay Lục Bắc Thâm như chiếc kìm sắt túm chặt lấy cánh tay của Hà Nại. Gương mặt trùm trong bóng tối bị méo sạch đến kinh người. Qua tia sáng, Hà Nại nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, bèn vội vàng giơ tay vặn sáng ngọn đèn. Lục Bắc Thâm rụt về phía sofa, cả người co quắp lại, trông cực kỳ đau khổ. Lục Bắc Thâm, cậu nhìn tôi đi. Hà Nại không tỏ ra quá sợ hãi, thậm chí còn không định gọi xe cấp cứu. Ngược lại, anh ta tỉ mỉ quan sát Lục Bắc Thâm, nét mặt như đang nghiên cứu. Lục Bắc Thâm không nhìn anh ta, miệng chỉ lẩm bẩm. Vũ Linh, cứu tôi. Lục Bắc Thâm, tôi yêu cầu cậu nhìn tôi. Hà Nại cất cao giọng. Muốn tôi cứu thì cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Lục Bắc Thâm nhìn anh ta, ánh sáng cho đôi mắt âm u bất định. Hà Nại lại vặn sáng đèn hơn chút nữa. Sau khi chắc chắn về tình trạng của anh, mới xoay người cầm cặp tài liệu, rút ra một cuốn sổ và một cây bút. Xem ra anh ta đã quá quen với tình hình của Lục Bắc Thâm. Một cuốn sổ dày cộp được lật ra vài trang trắng. Hà Nại bắt đầu tiến hành ghi chép tình trạng hiện tại của Lục Bắc Thâm. Vừa ghi chép, anh ta vừa lẩm bẩm. Kỳ lạ, sao tần suất phát tác càng lúc càng thường xuyên vậy? Rồi anh ta ngước mắt lên truy hỏi anh. Cậu nhìn thấy thứ gì? Lục Bắc Thâm đau khổ khó chịu, ôm lấy đầu bắt đầu gào thét. Tay Hà Nại run lên, chiếc bút rơi xuống đất, nhìn anh rất lâu. Anh ta vừa định nhặt bút lên thì tay của Lục Bắc Thâm đã vươn tới, níu chặt lấy cánh tay của Hà Nại. Hà Nại lập tức vơi lấy cặp, rút ra từ bên trong một chiếc lọ màu trắng và nói. Lục Bắc Thâm, nói cho tôi cậu nhìn thấy thứ gì đã? Lục Bắc Thâm đột nhiên thay đổi biểu cảm, nhìn anh ta chân chân, ánh mắt giá lạnh, dặn từng câu từng chữ. Cậu hy vọng tôi có thể nhìn thấy thứ gì? Sự thay đổi ấy khiến Hà Nại sững người. Cũng đúng vào lúc ấy, ngọn đèn trong phòng sáng bừng lên, vừa xa ánh sáng đèn đường ngoài kia. Lúc ấy Hà Nại mới cảm giác ở trong phòng còn có người khác. Quay phát đầu lại là La Trì. Anh ấy mặc thường phục, mỉm cười nhìn Hà Nại. Chào anh, ngày vui Linh. Hà Nại sửng sốt, vừa định làm gì đó thì cổ tay bỗng bị người đó siết chặt. Một cơn đau buốt chuyển tới. Anh ta buông thõng tay, khiến lọ thuốc rơi xuống đất. Không nghe thấy tiếng đập xuống mặt đất vì người đàn ông phía sau đã lanh lẹ bắt được. Hà Nại cố nhịn đau, quay đầu lại nhìn. Đâu còn ánh mắt đau khổ ban nãy mà là một đôi mắt cực kỳ trí tuệ. Anh ta hoảng sợ, liên tục lùi về phía sau, chỉ tay vào anh. Cậu, Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nắm chặt lọ thuốc trong tay, nhìn Hà Nại
bằng ánh mắt sắc lạnh như băng. Hình như cậu quên mất, bản thân cậu còn học được cách phân biệt tôi và Lục Bắc Thâm. Gương mặt Hà Nại cứng đờ ra, Lai Chỉ đưa tới trước mặt anh ta, làm ra động tác mời. Ngài Vũ Linh, tôi nghĩ chúng ta phải nói chuyện cho rõ ràng rồi. Vì trước có Lai Chỉ, bên cạnh có Lục Bắc Thần, Hà Nại muốn chạy cũng vô ích. Ngẫm nghĩ, rồi ta bỗng cười khẩy. Hơ, các người sẽ hối hận vì việc làm ngày hôm nay. Lai Chỉ cũng cười khẩy. Câu này có ý gì đây thưa ngài Vũ Linh? Lẽ nào anh còn định thi triển thứ pháp thuật ma quỷ gì khiến chúng tôi sống không bằng chết? Dĩ nhiên, tôi không có bản lĩnh chủ ám mấy người. Hà Nại cất giọng âm u, ánh mắt dừng lại trên người Lục Bắc Thần. Tôi chỉ có thể khiến một người sống không được, xin chết cũng không xong. Lỡ như Lục Bắc Thâm có chuyện gì, tôi nghĩ người đau khổ nhất là cậu phải không, giáo sư Lục? Cậu định nói gì? Lục Bắc Thần cố gắng kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng nói. Hành vi của Hà Nại chẳng qua là một câu uy hiếp, còn anh cả đời này căm hận nhất chính là bị kẻ khác uy hiếp. Hà Nại hất cằm về phía lọ thuốc. Tôi nghĩ bệnh tình của Lục Bắc Thâm đã phát tác rồi. Có lòng tốt nhắc nhở cậu một câu, thứ có thể khống chế cơ thể Lục Bắc Thâm chỉ có loại thuốc này. Dĩ nhiên, nó là con dao hai lưỡi, như một loại thuốc độc vậy. Uống vào biết rõ sẽ có tác dụng phụ, nhưng không còn cách nào khác. À, còn một điểm nữa. Trước mắt, tôi là người hiểu rõ nhất tình trạng của Lục Bắc Thâm. Nếu tôi có mệnh hệ gì, tôi nghĩ cả đời này cậu cũng đừng hòng mong có được em trai có thể hồi phục. Dứt lời, anh ta quay đầu nhìn Lai Chỉ. Vậy thì cảnh sát là, một khi giáo sư Lục vì em trai mà phạm pháp, thì anh phải làm sao? Lai Chỉ nghe xong, nụ cười khựng lại. Sắc mặt Lục Bắc Thần cũng chẳng tốt đẹp gì. Hà Nại bật cười đắc ý, nói với Lai Chỉ. Đi thôi, cảnh sát là. Phòng của bệnh viện, đèn không sáng lắm, mang một màu vàng dịu dịu, ấm áp và êm ái, khiến người đàn ông nằm trên giường bệnh trông bình yên hơn nhiều. Cú sơ ngồi bên cạnh giường, quan sát anh ấy mãi. Nhưng kể từ sau khi Lục Bắc Thần và Lai Chỉ đi khỏi, Lục Bắc Thâm không điên cuồng nữa, chỉ yên lặng lặp như vậy, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, không biết đang nghĩ thứ gì. Có mấy lần cố sơ lên tiếng hỏi thăm, nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ trả lời đúng mấy câu. Mấy người tìm được Vô Linh chưa? Cố đáp, cứ yên tâm, anh trai anh đích thân đi tìm Vô Linh rồi. Thế là anh ấy lại im lặng thêm một khoảng thời gian nữa. Ánh sáng trong phòng không thể làm ấm áp gương mặt Lục Bắc Thâm, nó trắng bệch như ánh trăng. Cố sơ thở dài, nhìn xuống cổ tay ấy, một trong hai cổ tay bị khóa bằng còng vào đầu giường. Mới chỉ có mấy giờ đồng hồ mà tay ấy đã bị siết đỏ. Nhìn gương mặt ấy, cố sơ luôn mơ hồ như nhìn thấy Lục Bắc Thần, giống như người đang bị còng tay là anh vậy, lòng lạnh nói đau. Hôm nay bị Hà Nại cho leo cây như thế. Trước khi Lai Chỉ tìm được Hà Nại, cố sơ vẫn luôn hoang mang thấp thỏm. Cô lo lắng, không biết mình có nói câu nào để lộ sơ hở không? Có phải cho rằng mình quá thông minh, đã làm hỏng việc lớn không? Tất cả những chuyện này, cho tới khi bộ phận giao thông báo tin lại. Hà Nại không khó tìm, nhưng trọng điểm của Lai Chỉ là người phụ nữ đã đưa Hà Nại đi. Khi đó các đồng chí phía bên giao thông chuyển cho Lai Chỉ hình ảnh CCTV. Mặc dù rất hại mắt, nhưng Lai Chỉ vẫn nhắm chuẩn được chiếc xe của Hà Nại. Sau khi nhìn thấy chiếc xe, vẫn luôn bám sau xe của anh ta. Cố sơ nhạy cảm phát hiện ra Lục Bắc Thần hơi nhíu mày. Bóng chiếc xe đó không rõ ràng lắm, qua mấy đoạn chỉ còn lại một cái bóng mờ mờ. Họ phóng to hình ảnh để nhìn kỹ biển số xe. Tiếc là luôn bị chiếc xe phía sau che mất một cách trùng hợp. Lai Chỉ cử người đi điều tra, còn Lục Bắc Thần thì dường như không có phát biểu gì về chiếc xe đó. Tiếp theo là phải làm sao bắt được Hà Nại để về thẩm vấn. Trong lúc họ đang bàn bạc kế hoạch thì Hà Nại gọi điện thoại cho cố sơ. Lúc đó tim cô vọt lên tận cổ họng. Lục Bắc Thần ra hiệu cho cô bằng ánh mắt, bảo cô bật loa ngoài. Cô bèn làm theo. Hà Nại không nói nhiều, chủ yếu là xin lỗi vì đi mà không nói năng gì. Rồi cố sơ chưa kịp nói gì, anh ta đã báo cáo ốm, hẹn gặp hôm khác. Sau khi cúp máy, cô nhìn về phía Lục Bắc Thần, nét mặt lo lắng. Xem ra cách cũ không hiệu quả rồi. Cuộc điện thoại của Hà Nại khiến cho Lai Chỉ lo rằng kế hoạch của họ đã bị đổ bể.
chưa biết chừng Hà Nại đã biết được chuyện gì từ người phụ nữ thần bí kia nên mới từ chối gặp mặt lần thứ hai. Thế là họ không thể không thay đổi phương án. Nhìn Lục Bắc Thần trầm mặc một lúc lâu, bất thình lình lên tiếng: "Chúng ta phải chủ động công kích thôi." Cô sơ sững sờ nhìn anh với vẻ bất an, cứ cảm thấy câu tiếp theo anh nói không an toàn một chút nào. Quả nhiên anh nói: "Nếu hắn chính là Vu Linh thì nhất định sẽ tới bến Thượng Hải, chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là được." Lai Chi gật đầu: "Đây đúng là một cách hay, nhưng cũng không thể đợi ở ngoài chứ." "Tôi có chìa khóa." Cô Sơn nhìn anh không rời mắt, chẳng hiểu sao bỗng lo lắng. Cô bước lên dựa vào anh, cảnh giác hỏi: "Bác Thần, anh định đóng giả bác Thâm?" Cách đây, cách đám Lai Chi hoàn toàn không nghĩ tới, nhưng lại dễ dàng bị cô Sơn phát hiện ra. Rõ ràng cô lo lắng hơn nhiều. Lục Bắc Thâm biết cô nhạy cảm, dĩ nhiên cũng nhận ra nỗi lo của cô. Anh giơ tay vuốt lên hàng mi của cô, dịu giọng an ủi: "Đây là cái tốt nhất." Cô sư lắc đầu: "Không được, mặc dù cô cảm thấy Hà Nại khá hỏa nhã, nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là người bị liệt vào danh dạng tình nghi. Lỡ như anh ta tẹn quá hóa dần, rồi làm anh bị thương thì sao? Vụ án Lưu Kế Cường trước đây đã nói cho cô một sự thật đẫm máu. Một người dù có ôn hòa cỡ nào, một khi bị ép tới đường cùng cũng sẽ chó cùng bứt dầu. Chẳng lẽ sẽ kéo bao nhiêu người tới làm đệm lưng?" Chương 465. Sao? Anh chỉ tin em. Sao Lục Bắc Thần không hiểu nỗi lo lắng của Cố Sơ? Anh mỉm cười: "Không ai đóng giả nó giống hơn anh nữa đâu." Đúng là đạo lý này. Nhưng mà đêm nay vì chuyện của Lục Bắc Thâm, anh đã cạn kiệt tâm sức, liệu cơ thể anh còn có thể chống đỡ nổi không? Nếu hỏi ý kiến của cô nhất quyết không muốn anh đi. Cứ nói là cô ích kỷ cũng được, cô tình nguyện bị mắng chửi cũng không muốn anh cùng Lai Chỉ mạo hiểm. Hơn nữa, lời nói của Tư Tư như một ngòi nổ, bây giờ đã bùng lên thành ngọn lửa men dần tới người của Lục Bắc Thâm. Ngay cả một người ngoài cuộc như cô cũng đã ngửi thấy những thông tin bất thường. Của một người luôn bình tĩnh như Lục Bắc Thần phải sớm nhận ra điều không ổn mới phải. Một khi chuyện này thật sự can dự tới nhà họ Lục thì anh tham gia càng nhiều càng sẽ chỉ theo chuốc lấy thêm nhiều đau khổ ư? Cô mong anh là một người ngoài cuộc, yên lặng chờ đợi kết quả hơn. Nhưng cô biết khi đối mặt với các vụ án khác, anh còn không thể khoanh tay đứng nhìn. Huống hồ vụ án này còn dính tới Bắc Thâm. Cô lo lắng vô cùng. Anh bèn kéo cô vào lòng, cúi đầu thì thầm: "Nói là em trai anh, giờ ra nông nỗi này anh cũng phải biết nguyên nhân." Anh không nói gì thì cô cũng hiểu. Cô ngước mắt lên nhìn anh hồi lâu mới thở dài thỏa hiệp: "Giúp anh trông chừng Bắc Thâm." Lục Bắc Thần chăm chú nhìn cô: "Anh chỉ tin em thôi." Cô sơ xúc động gật đầu. Trước khi tới bến Thượng Hải, Lục Bắc Thần lại đến phòng bệnh thăm Lục Bắc Thâm. Khi ấy Lục Bắc Thâm vẫn còn đang rất căng thẳng, quấn kín cả chăn trong người. Cô và Lai Chỉ cũng vào ngay. Sau đó cô nhìn thấy Lục Bắc Thần nhẹ nhàng lật chăn lên. Sau khi thấy Lục Bắc Thâm nằm run rẩy trong chăn, nỗi đau hiện rõ trong đôi mắt của anh. Nói thật, Cố Sơ cũng không đành lòng nhìn thấy Lục Bắc Thâm như vậy. Ai có thể một người nhìn một người đàn ông phong độ ngời ngời bỗng nhiên trở nên thần kinh điên loạn. Điều càng khiến Cố Sơ không ngờ tới là hành động tiếp theo của Lục Bắc Thần. Anh không quay đầu nhưng giơ tay về phía Lai Trì: "Còng tay." Cố chết đứng. Phản ứng của Lai Trì là ngạc nhiên. Anh ấy buột miệng: "Làm gì vậy?" "Đừng nhiều lời." Rõ ràng Lục Bắc Thần đang thiếu kiên nhẫn. Lai Chỉ không muốn đắc tội với ai, thấy Lục Bắc Thần cứ nhìn Lục Bắc Thâm chằm chằm thì cũng hiểu ra ít nhiều. Anh ấy tháo cổng tay ra đưa cho anh, hắng giọng: "Thật ra cậu cũng không cần làm vậy." Lục Bắc Thần bỏ ngoài tai, ghìm chặt một tay của Lục Bắc Thâm, mặc kệ cậu đang hoảng loạn dãy rủa, rồi cạch một tiếng khóa lại. Tiếng động ấy khiến Cố Sơ run lên. Khi nhìn lại Lục Bắc Thâm, cậu đang nhìn anh bằng ánh mắt dữ tợn như mãnh thú chỉ muốn xông lên xé xác anh. Khi quay mặt đi, Cố Sơ nhìn thấy nỗi đau dâng lên trong ánh mắt.
Trên đời chẳng ai muốn còng tay em trai mình lại. Lục Bắc Thâm làm vậy quả thực khiến cho mọi người thảng thốt. Anh bước lên nói với cô: nếu nó phát bệnh, em đừng cố ngăn cản, phải chạy ra ngoài gọi người ngoài trước biết không? Anh hiểu mỗi lần phát bệnh nó khỏe đến mức nào. Cô thì yếu đuối như một con chim nhỏ, nhỡ như bị thương thì phải làm sao? Cô sơ hiểu ý của anh, cũng hiểu rõ sự mâu thuẫn trong lòng anh. Một mặt anh chỉ còn cách ra Bắc Thâm cho cô trông nom, mặt khác anh lại sợ Lục Bắc Thâm làm bị thương người vô tội, nên việc còng tay trở thành việc làm khó xử và bất đắc dĩ. Bây giờ Lục Bắc Thâm rất yên ắng, cứ khiến cô sơ ngỡ rằng anh đã bình phục. Cô nhìn thấy anh qua nguồn ánh sáng, anh bỗng quay đầu nhìn cô, nhìn không rời mắt. Cô sơ cảm thấy trong ánh mắt ấy có chút gì đó như muốn thanh minh, nhưng sợ bản thân làm việc theo cảm tính nên không dám hành động tùy tiện. Nhưng Lục Bắc Thâm cứ nhìn cô mãi, nhìn chăm chú. Cô sơ tò mò hỏi: bây giờ anh cảm thấy thế nào? Anh không nói gì. Cô dè dặt tiến lên, giơ ngón tay khô khôi trước mặt anh. Anh không có phản ứng, thậm chí còn không chớp mắt. Cô sơ hơi giận người, vừa định rút tay về thì Lục Bắc Thâm bỗng tỉnh lại, giơ tay kia lên nắm chặt cổ tay cô. Cô giật mình, vô thức giằng tay ra, nhưng chỉ càng bị siết chặt hơn. Cô sơ tưởng anh phát bệnh, vừa định nói gọi người thì thấy Lục Bắc Thâm gọi tên mình. Cô sơ, cô ngẩn người, cô không nghe lầm chứ, anh gọi tên cô. Anh, cô ngừng vùng vẫy, nhìn thẳng vào mặt anh. Anh vừa nói gì? Tay tôi rất đau. Lục Bắc Thâm nói một câu hoàn chỉnh, cất giọng tội nghiệp. Cô sơ, cầu xin cô giúp tôi. Cô sơ ngây người nhìn anh, lát sau mới hoàn hồn trở lại, mừng rỡ vô cùng. Lục Bắc Thâm, anh biết tôi là ai rồi sao? Lục Bắc Thâm lắc lắc cái bên tay bị còng, đau khổ nhíu mày. Xin cô đấy. Xem ra đúng là phục hồi lại rồi. Điều này khiến cô sơ phấn khởi lắm. Cô xác nhận lại lần nữa. Lục Bắc Thâm, anh có nhớ trước đó xảy ra chuyện gì không? Anh lắc đầu. Cô có phần thất vọng. Ai đã còng tay tôi vào? Anh hỏi. Cô sơ không biết đáp làm sao, nhưng trông dáng vẻ Lục Bắc Thâm hình như không muốn truy cứu chuyện này. Anh ngồi dậy, nhìn cô, nét mặt tiều tụy. Cô canh chừng tôi, thế thì nhất định là có chìa khóa phải không? Nói rồi, anh buông tay cô ra, chỉ vào tay mình. Thật sự rất đau. Khuôn mặt trước mắt thật sự là rất có lợi. Mặc dù bây giờ cô dễ dàng phân biệt được hai anh em, nhưng họ một gương mặt giống hệt Lục Bắc Thần, cô vẫn không đành lòng, cứ ngỡ chính Lục Bắc Thần chịu khổ sở vậy. Cô quả thực có chìa khóa, trước khi Lai Chỉ đi đã lén đưa cho cô. Có thể vẻ ngấy cảm thấy trong chuyện này Lục Bất Thần phải gánh chịu quá nhiều, anh ấy cũng không nỡ nên âm thầm dặn dò cô: nếu em cảm thấy tên nhóc đó không sao nữa thì hãy thả cậu ấy ra đi. Lục Gấu Trúc có lúc cứ tỏ ra cứng rắn. Cô cũng không muốn còng anh lại, cứ làm như kẻ giết người vậy. Thấy anh có vẻ không còn gì đáng ngại, cô bèn lục lọi tìm chìa khóa. Nhưng nó vừa xuất hiện, Lục Bắc Thâm đã trồm lên, giật lấy ngay. Phản ứng của cô sơ cũng khá nhanh. Cô lập tức cảm thấy không ổn, nhưng mu bàn tay bị anh cào bị thương. Anh cầm chặt bàn tay đang giữ chìa khóa của cô, giọng trở nên gấp gáp, lại vừa dữ dằn. Đưa chìa khóa cho tôi. Cánh tay bị kéo đã gần như đứt rời, tuy còng một tay, nhưng tay còn lại của anh vẫn rất khỏe. Cô sơ vội vàng giật lấy chìa khóa, thấy anh vẫn còn đang định giật, cô bèn ném thẳng qua một bên. Lục Bắc Thâm chứng kiến cảnh ấy, cả gương mặt bỗng méo sạch, sắc mặt tái mét, nghiến răng nghiến lợi: tôi phải giết cô. Cô sơ bị sốc, muốn thoát thân đã hết cách. Đừng tưởng Lục Bắc Thâm đang bị khóa vào tường, nhưng cả người trở nên rất hung dữ, chính là dáng vẻ trước đó cô từng chứng kiến. Cô lập tức bị anh ấn lên tường, bả vai của cô đập mạnh vào cạnh tường, ngay sau đó lại bị người đàn ông túm ngược trở lại, đầu óc quay cuồng. Cô ra sức giãy giụa, vừa định hét thì đã bị Lục Bắc Thâm bóp cổ. Thôi ra. Cô cố gắng lên tiếng. Cô gồng cạnh hà hai chân, ai dè Lục Bắc Thâm đã cưỡi lên người cô, đẻ cho cô không nhúc nhích được. Bàn tay bị còng đập
và thành giường kêu ầm ĩ, trở thành những thanh âm bất an ở trong tai Cố Sơ. Cô thở càng lúc càng khó khăn, trước mắt đã bắt đầu mơ hồ dần. Gương mặt ấy giờ đây tràn ngập sát khí, anh lạnh lùng đến ghê người. Đi chết đi, cô chết đi, chỉ cần cô chết, cô sẽ không hại người nữa. Cố Sơ muốn kêu lên, nhưng không kêu được nữa, đồng tử bắt đầu giãn dần, các hình ảnh trong đầu cũng trở nên mơ màng. Cô cố gắng dùng sức lực cuối cùng để nắm lấy những ngón tay không còn sức lực, không thể bắt được. Chính cô là hại tôi mất tất cả, đồ đàn bà đáng chết. Đôi mắt của Lục Bắc Thâm đã đỏ sực lên. Cô không còn nghe anh nói rõ gì nữa, hơi thở càng lúc càng yếu đi. Há hốc miệng để hớp không khí, nhưng không có một chút oxy nào. Thứ duy nhất hiện lên trong đầu chỉ còn lại cái tên Lục Bắc Thần. Đột nhiên, Lục Bắc Thâm buông cô ra. Cô thở dốc, ho sặc sụa, nhưng anh một lần nữa lại cúi xuống, cắn mạnh vào cổ cô. Cô xưa chưa kịp lấy lại sức, cũng còn hơi sức đâu để kêu, chỉ còn biết cố gắng chịu đau. Ngay sau đó, anh lại bóp cổ cô. Giây phút ấy, cô nghĩ mình chết chắc rồi, còn có cô mùi máu tanh sộc vào mũi. Cô nhìn thấy đôi mắt hung tợn và biểu cảm điên rồ của Bắc Thâm, đôi tay dần dần rớt xuống. Đúng lúc ấy cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Cố Sơ thoáng nhìn thấy một người đàn ông lao vào, vung nắm đấm thẳng vào mặt Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm bị bất ngờ, bèn lao đến đánh tay đôi với người đó, nhưng hiểm nỗi một tay bị còng nên chỉ có thể hung dữ quát gào. Người đồng nhanh chóng giật Cố Sơ lại. Cố Sơ ngồi sụp xuống đất, mặt mũi trắng bệch, đầu óc quay cuồng, thở hồng hộc. Lục Bắc Thần, cậu là thằng khốn! Bằng giọng nói Cố Sơ quen thuộc. Cô cố đè nén cơn choáng váng, ngẩng đầu lên, hóa ra là Kiều Vân Tiêu. Cô mặc kệ vì sao anh xuất hiện ở đây, thấy anh đấm lên người Lục Bắc Thâm, bèn yếu ớt lên tiếng. Đừng đánh anh ấy! Cô muốn nói rằng anh ấy nhận nhầm người rồi, cũng muốn nói Lục Bắc Thâm đang là bệnh nhân, nhưng cô không còn chút sức lực nào, đành miễn cưỡng bật ra mấy chữ đó. Nhưng Kiều Vân Tiêu thì hiểu nhầm ý cô, cũng hoàn toàn không nghĩ tới khả năng đây có thể là Lục Bắc Thâm. Thầy Cố Sơ vẫn một mực bảo vệ người đó. Anh bỗng chốc bốc hỏa, quát lên với cô. Đồ em bị kẹp cửa rồi à? Vừa nãy em suýt mất mạng ấy, cô biết không? Em và Tiếu Tiếu quả là không hổ là bạn tốt. Người này hèn hơn người kia. Đầu tiên là Cố Khải Mân, giờ lại tới Lục Bắc Thần. Toàn là lũ cầm thú độ lướt người. Em cũng bảo vệ hắn. Chương 466, khó cả đôi đường. Cố Sơ nằm dạp trên mặt đất, trên cổ ngoài vết đỏ, còn vết xiết bị thương, còn do bị cắn. Kiều Vân Tiêu chửi bới một trận như té tát. Cô biết anh giận rồi, hai bên tai vẫn còn ong ong, không dứt. Một lúc lâu sau cô mới phục hồi lại được thể lực, vội vàng giải thích với anh. Anh nhầm rồi, đó là Lục Bắc Thâm. Gương mặt phẫn nộ của Kiều Vân Tiêu chợt sững lại. Anh ngẫm nghĩ một hồi, rồi quay phát lại nhìn người đàn ông ở trên giường. Trông cậu ta rất thảm hại, đầu tóc rối tung rối bù như tổ quả, khóe miệng cũng rơ máu, đôi mắt như ngập đầy máu, nhìn anh chằm chằm như con thú hoang, giận dữ và bộp chộp. Anh ấy bị ốm. Cố Sư chống tay lên góc tường, đứng dậy, đôi chân vẫn còn đang run rẩy. Bây giờ anh ấy hoàn toàn không biết bản thân bị làm sao đâu. Anh thấy em yêu ai? Yêu cả đường đi thì đúng hơn. Kiều Vân Tiêu hoàn hồn trở lại. Cố Sư giải thích như vậy, anh cũng đã tin. Nhưng nhìn thấy một vòng đỏ rực và nơi vết thương trên cổ cô, cơn giận trong lòng anh lại không nén xuống được. Anh túm lấy Lục Bắc Thâm. Loại người này khóa lại thì có tác dụng gì? Đánh ngất luôn, xem làm người khác bị thương được không? Đừng! Cố Sư vừa bật ra được một chữ thì cửa phòng lại bật mở. Có hai người xông vào, một trong số đó nhìn thấy cảnh này bèn lao tới. Khi Cố Sơ còn chưa kịp làm gì, đã thấy Kiều Vân Tiêu bị bắn ra xa. Kiều Vân Tiêu cũng không ngờ có người bước vào, vừa định đánh trả thì nghe thấy la chỉ. Đây là bệnh viện, tất cả dừng lại. Là Lục Bắc Thần và la chỉ đã quay trở về. Vừa hai nhìn thấy giây phút Kiều Vân Tiêu vung nắm đấm vào mặt Lục Bắc Thâm. Sắc mặt Lục Bắc Thần rất khó coi. Anh nhìn Kiều Vân Tiêu chân chân như đang cố kiềm chế. Kiều Vân Tiêu cũng không nhường. Hai người này bình thường đã không ưa gì nhau, sợ lại càng dễ nổi nóng. Anh ấy cũng trừng mắt, quát với Lục Bắc Thần. Em trai cậu, suýt nữa thì hại chết Cố Sơ đấy. Một câu nói đã khiến Lục Bắc Thần ngẩn người.
anh lập tức nhìn về phía cô sơ. Lúc ấy mới bàng hoàng, đứng bật dậy, kéo cô tới. Không nhìn không sao, vừa nhìn đã anh không còn bình tĩnh được. Bàn nãy, anh và Rashi bước vào, chỉ nhìn được cảnh tượng trực tiếp nhất, nhất thời không để ý tới. Một, cô sơ đứng ở một góc. Rashi cũng thấy rõ vết thương trên cổ cô sơ, anh ấy kinh ngạc. Sao lại như vậy được, chẳng phải đã còng tay vào rồi ư? Đôi mắt Lục Bắc Thần nhuốm đau đớn, cơn giận bị đè xuống hết lần này tới lần khác. Đối phương dẫu sao cũng là em trai anh, giờ nó ở trong tình huống này. Nếu là bình thường nó lắm là như vậy với cô, anh cũng nhất định sẽ vung nắm đấm như kiểu vườn tiêu. Anh được gọi bác sĩ. Anh hạ thấp xong, cô sư lập tức giữ anh lại, khẽ nói. Giờ em không sao rồi, anh xem tình hình của bác Thâm đi. Anh ấy có vẻ không ổn đâu. Nhưng mà em... Vết thương ngoài da thôi, em tự biết xử lý. Cô sư ngắt lời anh. Lục Bắc Thần lại đảo mắt về phía Lục Bắc Thâm. Nó vẫn ra sức kéo cổng tay, cổ tay đã chảy máu rồi. Anh quay mặt sang Lai-chi. Mau đi gọi bác sĩ. Lai-chi gật đầu. Chẳng mấy chốc bác sĩ đã có mặt, nhưng Lục Bắc Thần lại bảo bác sĩ xử lý vết thương cho cô sơ. Cô kinh ngạc, không hiểu vì sao Lục Bắc Thâm bị nghiêm trọng như vậy, anh vẫn không để bác sĩ khám. Lai-chi nhìn Lục Bắc Thần, quay sang một Lục Bắc Thâm đang tỏ ra chán ghét, thở dài thườn thượt, rồi bước lên, hạ thấp giọng nói. Hay là để bác sĩ thử xem. Nhưng gì nên khám, đã khám rồi. Lục Bắc Thần chau mày, nghe xong Lai-chi kinh ngạc. Lẽ nào cậu định... Nhưng Lục Bắc Thần không trả lời, quay người đi tới trước mặt bác sĩ hỏi. Tình hình bạn gái tôi thế nào? Vết thương gần vai được xử lý, tôi khuyên nên làm một số kiểm tra. Bác sĩ nói. Tôi không cần. Cố sư cảm thấy ông ấy đang làm quá mọi việc. Lục Bất Thần dịu giọng khuyên. Em cũng là bác sĩ nên hiểu có những thứ cần phải kiểm tra. Bác Thần. Sau khi xem bệnh xong, bác sĩ đánh mắt về phía Lục Bắc Thâm, có vẻ chần chừ. Bệnh tình của cậu ấy rất là, chỗ chúng tôi chắc là không có khả năng. Lục Bắc Thần im lặng. Lại chỉ thấy vậy liền tiến lên. Xử lý vết thương cho cô gái này trước đi. Bác Thần, cậu ở lại đây, tôi đi với cô ấy. Không cần đâu, để tôi. Kiều Vân Tiêu nãy giờ im lặng, bỗng lên tiếng. Anh ấy không biết rõ cậu Lục Bắc Thâm đó bị làm sao, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ấy cảm thấy rất không thoải mái. Anh ấy bước lên, kéo cô sơ tới bên cạnh mình. Là chỉ có phần ngượng ngập, đưa mắt nhìn Lục Bắc Thần. Cả cô sơ cũng sợ Lục Bắc Thần hiểu lầm, đang muốn khước từ ý tốt của Kiều Vân Tiêu, nhưng anh bỗng nhiên tiến lên nói. Được. Kiều Vân Tiêu ít nhiều cảm thấy bất ngờ. Lục Bắc Thần tiến lên, không nhìn Kiều Vân Tiêu mà nói chuyện với cô sơ. Đi cùng với bác sĩ trước đi, lát nữa anh qua tìm em. Gương mặt anh đầy vết mệt mỏi và khó xử. Sao cô không hiểu anh không nỡ bỏ rơi cả hai, không muốn để anh tiếp tục lo lắng. Cô gật đầu. Kiều Vân Tiêu chẳng hơi đâu, ở lại đây thêm phút nào nữa. Anh lập tức lôi cô sơ đi. Khi họ đi khỏi, phòng bệnh chỉ còn lại ba người họ. Lục Bắc Thần quan sát Lục Bắc Thâm rất lâu rồi mới nói. Là gì? Mở cổng tay ra. Bây giờ? Đúng, ngay lập tức. Lai chỉ muốn nhắc nhở cô ấy những nguy hiểm sắp phải đối mặt, nhưng nghĩ lại, đó dù sao cũng là em trai cậu ấy. Nhìn em trai mình thương tích máu me, người làm anh dĩ nhiên không đành lòng. Anh cúi người nhặt chìa khóa lên, bước tới, mở cổng tay. Có được tự do rồi, Lục Bắc Thâm co rụt người lại thành một đám, không dám xảy ra chuyện đánh nhau như Lai chỉ nghĩ. Lục Bắc Thần ngồi im bên giường, không biết đang nghĩ gì. Có thể còn có cách khác. Là chỉ kéo ghế qua ngồi xuống, thì thầm với Lục Bắc Thần. Hà Nại đã bị đưa vào thẩm vấn rồi, tôi nghĩ chưa biết chừng hắn còn có cách khác. Lục Bắc Thần vẫn còn đang im lặng. Trên giường bệnh, Lục Bắc Thâm co quắp như một con tôm. Vết thương ngoài da trên cổ tay không còn đáng lo ngại. Nó ôm đầu, lẩm bẩm. Vô Linh, đừng phạt tôi, đừng phạt tôi. Tôi không tin không có bệnh viện nào trị được bệnh của cậu ấy. Là chỉ cảm thấy nghẹt thở, thở hắt ra một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Cuối cùng Lục Bất Thần cũng nhúc nhích. Anh rút lọ thuốc từ trong túi áo ra, ngón tay hơi run rẩy. Là chỉ nhìn thấy rõ bèn giữ tay anh lại.
cậu phải suy nghĩ cho kỹ. Hà Nại từng nói loại thuốc này không khác gì thuốc độc. Nếu không thì phải làm sao? Giọng của Lục Bắc Thần hơi khan. Tôi không thể để nó cứ tiếp tục hồ đồ như vậy. Bạn nãy cậu cũng nhìn thấy vết thương trên cổ Cố Sơ rồi đấy. Là chỉ dần dần buông lỏng tay. Phải, không thì phải làm sao? Bây giờ bác sĩ cũng bó tay. Kết luận cuối cùng được đưa ra là thần kinh hỗn loạn. Nhưng nói như vậy là vừa nghiêm trọng, vừa không mấy nghiêm trọng. Chữa trị cụ thể ra sao chẳng ai rõ. Tôi cần biết nó bị làm sao, như vậy mới có thể nghĩ ra cách. Lục Bất Thần nói rồi đổ sang một viên thuốc nhỏ xíu. Viên thuốc nằm gọn trong lòng bàn tay. Ngón tay anh vẫn còn run rẩy. Bây giờ anh không còn kiểm soát được những cơn run này nữa. Lúc này anh chỉ hy vọng có thêm chút thời gian, chỉ cần vượt qua được thời điểm Bắc Thâm hồi phục. Đột nhiên Lục Bắc Thâm lao tới. Suy nghĩ đầu tiên của Lai Trì, cậu ta định hại Lục Bắc Thần. Anh vừa định ngăn cản thì thấy Lục Bắc Thần cướp lấy viên thuốc trong tay Lục Bắc Thần rồi lập tức nuốt vào bụng. Lai Trì đờ ra tại chỗ, hoảng hốt một phen. Lục Bắc Thần không động đậy, chỉ nhìn nó bằng ánh mắt bi thương. Uống thuốc xong, Lục Bắc Thâm cứ thế ôm đầu. Từng giây từng phút trôi qua, dường như nó đã yên tĩnh trở lại, không động đậy nữa. Lai Trì dựa vào một bên nhìn Lục Bắc Thần. Nói thật, giờ chính anh cũng không biết phải làm sao nữa. Là sao Lục Bắc Thần? Đứng lên, sát lại gần Bắc Thâm, kéo lóng một cái. Viên thuốc ấy có hiệu quả rất tốt, chỉ ít nó không còn điên cuồng. Đang nhắm mắt lại, hít thở nhịp nhàng hơn, dường như nó đang thiếp đi. Cả gương mặt giãn ra một cách thoải mái. Lục Bắc Thần đắp chăn cẩn thận cho nó, rồi rũ người đứng lên. Rất lâu sau anh lên tiếng: để nó ngủ một lát đi, lát nữa gọi bác sĩ tới xử lý vết thương cho nó. Lại chỉ biết một đầu cậu ấy vẫn còn đang lo chuyện của Cố Sơ, bèn gật đầu. Hết tập 95. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Các bạn hãy like, share, subscribe. Có mình đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Oki. Link mình đều ở để dưới phần mô tả. Các bạn có thể click trực tiếp và có thể follow cũng như add friend với mình. Chúng mình có thể trao đổi tất cả những bộ truyện các admin đang đọc, cũng có như giải thích cho các bạn về một số thắc mắc thời gian đọc chuyện, đọc cũng như giọng đọc, cách đọc. Và cũng các bạn có thể đóng góp cho mình về những bộ truyện các bạn muốn mình đọc, và những về giọng đọc của mình các bạn cũng có thể inbox cho mình bất kỳ lúc nào. Mình sẽ cố gắng check inbox một cách sớm nhất. Và cũng xin lỗi các bạn nếu mà những bạn nào mà có inbox cho mình mà mình trả lời chậm, hoặc là có thể mình không trả lời, thì cũng xin lỗi các bạn, tại vì inbox của cái fanpage Chuyện Đêm Khuya rất là nhiều. Thế nên là mình đã đồng bộ cái inbox của mình với cái inbox của fanpage là một. Thế nên là inbox khá là nhiều, mình trả lời khá là nhiều. Và chị quản lý của nhóm mình đã yêu cầu bọn mình phải trả lời inbox của fanpage trước. Thế nên là nhiều khi là cái inbox của fanpage nó quá nhiều nên đã trôi đi inbox của các bạn mà mình đã chưa thể check hết được. Thế nên là các bạn hãy thông cảm cho Loki. Mình sẽ cố gắng check inbox cá nhân cũng như inbox của fanpage một cách sớm nhất cho các bạn, để các bạn có được những lời giải thích cũng như những trao đổi sớm nhất một cách có thể. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ team mình cũng như mình. Thank you all, bye bye.